Ngọc Linh, fan của Blackpink á, thì bơi hot như video này nha. Mấy bạn có nhớ cái đồng hồ mà chị Rose đeo trong cái MV vừa lái xe vừa khóc, MV Cutest Love này không? Đó, cái đồng hồ đó là Watch 4, còn của tôi á, là Watch 5. Watch 5 á, thì xịn hơn, mới hơn, mà đây á, còn là bản Pro nữa. Chi tiết như thế nào thì xem hết video. Minh Tuấn Mobile, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Nói nhỏ cho nghe nha, S24 series sắp sửa ra mắt rồi, cho nên là xem hết video này á thì phải tích lũy dần dần để mua ẻm đó nha. Vẫn là thiết kế mặt đồng hồ tròn quen thuộc, nhìn cái á là có cảm tình liền, tại vì mấy cái tròn tròn lúc nào cũng dễ thương. Y như cái mặt đồng hồ của Watch 5 Pro nè, do là thiết kế tròn nên là em này nam hay là nữ đeo á đều hợp. Nhưng mà đối với cái bản Pro này á thì tôi thấy hợp hơn với lại tay nam, tại vì nhìn ẻm mạnh mẽ và lực. Nhưng mà có một điều là tôi thấy hơi tiếc, đó chính là ở phiên bản Watch 5 Pro này, Samsung đã loại bỏ hoàn toàn cái vòng vặn bezel như là bản Watch 4 rồi. Mà tôi á thì đúng thích cái vòng vặn nó luôn á trời. Nhưng mà không sao hết, mất cái này á thì mình được cái kia. Em này đạt chứng chỉ độ bền quân đội của MIL STD 810H nè. Màn hình cũng dùng tấm nền Super AMOLED nên là các chi tiết màu sắc, cái điểm đen trên em này á thể hiện khá là tốt luôn. Các thao tác chạm cảm ứng hay là lướt cuộn á đều phản hồi rất là nhanh và khá là nhạy nha. Các tình trạng delay hầu như là không có trên em Samsung Watch 5 Pro này. Bên cạnh đó, mặt kính á, là kính sapphire chịu lực, bền hơn mà không có cản trở trong việc sử dụng hay là hiển thị. Viền nhôm cao cấp xung quanh cũng là một cái điểm cộng vì Samsung duy trì được cái điểm thẩm mỹ này trên các dòng sản phẩm Samsung Galaxy Watch. Chưa hết đâu nha, em là còn chứng chỉ kháng nước là IP68, chịu được độ sâu lên đến 50m lận. Nên là những cái hoạt động bình thường như là bơi lội hay đi biển á thì là vô tôi luôn, chỉ việc đeo em này vô xong rồi nhảy xuống bơi thôi. Phần dây đeo á thì không có gì đổi mới lắm, vẫn đeo khít tay mà không bị hầm bí. Nếu như sử dụng lâu ngày, thích dây màu gì á thì cũng có thể đổi sang dây màu đó một cách dễ dàng luôn. Em này thì được nâng cấp lên Android Wear OS 4 và One UI Watch 5, nghĩa là mấy ông chỉ có thể kết nối được với những thiết bị smartphone của Samsung hoặc là Android thôi, nói không với người chơi hệ táo nha. Cái điểm này thì nó giống như là Apple Watch chỉ có thể kết nối được với iPhone gì đó, không có sao hết, vấn đề hệ sinh thái thôi à. Em này phải nói là có quá nhiều tính năng luôn, nhiều khi dùng lâu mà vẫn chưa có xài hết được các tính năng trong này luôn. Nhưng mà vẫn sẽ có một vài tính năng nổi bật như là đo điện tâm đồ ECG, đo stress nè, phát hiện va chạm mạnh như là té chẳng hạn, theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, vân vân. Nhưng mà tôi để ý á, sử dụng em này để mà luyện tập hàng ngày thì những cái thông tin mà hiển thị trên em này á nó rất là kỹ nha, nhiều khi là còn nhiều thông tin hơn là Apple Watch nữa. Biết được mình đã chạy bao nhiêu vòng nè, chạy trong bao lâu, tiêu được bao nhiêu calo và quan trọng nhất là mình đã đạt được cái mục tiêu mà bản thân đề ra hay chưa. Kiểu như là sắp xếp với thông tin rõ ràng như thế này á thì có động lực tập hàng ngày hơn lắm chứ bộ. Với Galaxy Watch 5 Pro thì pin sẽ được nâng cấp hơn là 590mAh ha. Và nếu như mấy ông đang tìm kiếm một em smartwatch có pin trâu á thì có thể đến cửa hàng MT Smart của Minh Tuấn Mobile trải nghiệm em Watch 5 Pro này. Em này á có thể sử dụng đâu đó tầm 3 ngày luôn á. Và tổng kết lại, nếu như mấy ông đang sử dụng smartphone của nhà Android hay là Samsung á thì đừng có suy nghĩ nữa, múc liền em smartwatch này đi. Còn nếu như mấy ông xài iPhone á thì thôi, đừng nghĩ, tại vì có tiền mua về cũng không làm được gì hết. Nhớ giùm tôi nha, smartwatch của Samsung á không có tương thích với iPhone. Vì em này á là một chiếc smartwatch đẹp, phù hợp với cả nam lẫn nữ, đặc biệt á là đối với mấy ông nào chơi hệ Android, dùng để theo dõi sức khỏe cũng như là hoàn thành những cái bài tập thể thao rèn luyện sức khỏe là quá hợp lý. Và mấy em thấy sao đừng quên để lại comment nha. Bên cạnh đó nhớ like, share và subscribe YouTube của Minh Tuấn Mobile. Mình là Yud. Bye bye.